Sáng ngày 7 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tiêu hủy thành công hơn 300 kg vũ khí, vật liệu nổ được phát hiện trong khu vực di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hầm Đờ Cát, thuộc phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ. Trước đó, ngày 4 tháng 3, trong quá trình đào hố trồng cây để tạo cảnh quan môi trường tại di tích hầm Đờ Cát, các công nhân phát hiện một số vũ khí vật liệu nổ còn sót lại như đạn pháo 150mm, lựu đạn chảy, đạn cối. Đến ngày 6 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và lực lượng dân quân phường Thanh Trường tổ chức đưa máy dò tìm kiếm, tiếp tục đào bới, thu gom, phát hiện thêm nhiều vũ khí đạn dược còn sót lại. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết vừa phát hiện chiếc tàu chở 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện tàu TG90241TS có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 5 thuyền viên do ông Võ Văn Tài, 57 tuổi, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng. Trên tàu đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO. Làm việc với tổ công tác, ông Tài không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Ngày 7 tháng 3, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải tàu TG90214TS về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau, xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, việc tận thu khoáng sản trên sông được chính quyền Quảng Nam cho phép thực hiện ở một số dự án nạo vét. Đây được xem là chủ trương để tránh lãng phí nguồn tài nguyên, tăng nguồn thu cho địa phương. Tuy nhiên, thực tế việc tận thu khoáng sản hiện nay nếu không được thẩm định thận trọng và quá trình tận thu không được giám sát chặt chẽ thì chủ trương này rất dễ bị lợi dụng hoặc biến tướng khiến thất thoát tài nguyên, ghi nhận từ phản ánh của người dân tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Đây là dự án tận thu hơn 200.000 mét khối cát làm vật liệu xây dựng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp phép tại Cầu Chìm, huyện Duy Xuyên. Theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc tận thu phải được thực hiện nghiêm túc, tương đối đúng thời gian, trữ lượng và đặc biệt là phương án khai thác để tránh thất thoát tài nguyên. Tuy nhiên, dù chỉ mới tận thu không lâu, người dân đã có phản ánh về việc tận thu đã sử dụng máy múc và hệ thống máy hút cát vượt so với quy định. Là có quy định là 3 xe múc, nhưng mà đó là có 2 xe nó bị hư, chứ còn 1 xe thì chúng tôi múc trong bẩn tiếng là có 3 xe thôi, chứ chúng tôi không làm vượt. Trong quá trình làm thì dù sao đi nữa nó cũng có những cái mà xảy ra nhỏ nhỏ, nhưng mà những cái đó là cái trong quá trình thi công, nhưng mà nó cũng không có cái gì mà để lớn lao mà chúng tôi phản ảnh. Bên cạnh lo ngại thất thoát tài nguyên khi các dự án tận thu này sẽ khai thác quá mức, dư luận còn râm ran về việc tận thu thực ra là hình thức lách luật để khai thác khoáng sản. Thay vì xin cấp phép phải trải qua nhiều bước thủ tục, đóng nhiều khoản thuế và có đề án cải tạo môi trường, thì tận thu chỉ vài bước, gồm báo cáo trữ lượng, nộp tiền cấp quyền và cam kết môi trường là đã có thể khai thác khoáng sản cát. Hiện nay thì để tránh thất thoát tài nguyên, các cái mỏ khoáng sản mà cụ thể là cát đang được tỉnh Quảng Nam là tổ chức đấu giá rồi mới tiến hành cấp mỏ. Tuy nhiên, với loại hình tận thu thì việc đấu giá này không được thực hiện. Và điều này đang tạo ra dư luận lo ngại các cái phương án tận thu vô hình chung sẽ làm cho tài nguyên bị thất thoát. Và số tiền mà ngân sách nhà nước nhận được cũng không nhiều so với các cái mỏ cát mà được đấu giá công khai. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, việc tận thu khoáng sản cát để làm vật liệu xây dựng có sự tham gia của chính quyền, đặc biệt là việc giám sát, kiểm tra quá trình tận thu, đảm bảo đúng quy định về trữ lượng, phương án và không ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, thực tế cũng có một vài khó khăn nhất định, do đó chính quyền buộc các đơn vị tận thu này cam kết và nếu có sai phạm thì kiên quyết xử lý. Tất cả những cái trường hợp mà người dân kiến nghị thì có dư luận thì phản ánh thì huyện cũng đã tiếp thu và đồng thời là giao cho các phòng chức năng là kiểm tra, giám sát để mà tiếp tục là có những cái điều chỉnh và yêu cầu các cái doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo cái cho phép. Còn nếu doanh nghiệp nào mà thực hiện không đảm bảo thì sẽ đóng cửa. Thời gian gần đây, sau nhiều quyết tâm, tỉnh Quảng Nam đã đưa hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là khai thác cát đi vào nền nếp. Việc cấp phép các mỏ khai thác cát được thực hiện rất thận trọng và nghiêm túc theo quy định.
Thế nên tận thu đang được xem là hình thức lách luật mới để khai thác khoáng sản cát mà các cơ quan chức năng cần lưu tâm. Siết chặt hoặc thậm chí là tạm dừng chủ trương tận thu là điều mà chính quyền các địa phương tại Quảng Nam cần nghiên cứu để vừa quản lý tốt tài nguyên, vừa giúp ngân sách không bị thất thoát nguồn thu. Những dấu hiệu bất thường của thời tiết từ đầu năm đến giờ cho thấy diễn biến thiên tai mưa bão năm nay sẽ rất cực đoan. Do vậy, các địa phương sẽ cần phải đặc biệt chú trọng vào các công trình phòng chống thiên tai. Chính vì thế, với những công trình đê đều bị hư hỏng và sạt lở nghiêm trọng, thì yêu cầu cấp bách là cần phải xử lý ngay trước khi mùa lũ đến. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC tại Ninh Bình. Bờ kè sụt sạt, hư hỏng. Nhiều vết nứt lớn xuất hiện, kéo dài. Cống bị giọt nước. Ít ai có thể hình dung. Đây là những hình ảnh của một tuyến đê quan trọng của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tuyến đê bảo vệ cho hàng chục nghìn hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng và đang tiếp tục lan rộng. Sau khi đi tuần tra, tôi phát hiện được cái đoạn đê này nó sạt lở. Thế thì khi bắt đầu phát hiện được cái đoạn đê này sạt lở thì là tôi nhanh chóng là kiểm tra cái tọa độ của cái đê này. Đồng thời là xác định luôn được cái chiều dài thì lúc bây giờ là nó mới có là 60 mét chiều dài thôi. Cái vùng nõi sạt lở của nó là 40 mét. Sau khi xác định xong thì tôi báo cáo với cơ quan gần nhất là Ủy ban nhân dân xã Thượng Kiệm là nơi có cái lực lượng 4 tại chỗ cơ động. Sau đó là báo cáo với lại các đồng chí ở phòng nông nghiệp huyện Kim Sơn là cơ quan quản lý nhà nước và sau đó là báo cáo tới hạt quản lý đê nhân dân. Là các anh ấy là phụ trách về chuyên môn kỹ thuật để là xử lý các sự cố. Vị trí sạt lở nằm trên địa bàn xã Thượng Kiệm với tổng chiều dài lên đến 85 mét. Phần chân kè bằng cọc bê tông cốt thép đã bị đẩy ra phía sông khoảng 1 mét. Phần mái bị sụt lún thành khe nứt lớn. Vết nứt khi phát hiện ban đầu chỉ có khoảng 60 cm. Tuy nhiên sau một thời gian thì vết nứt đã rộng ra có những chỗ đã lên hơn 1 mét. Điều này chứng tỏ đê sông Hữu Vạc đang gặp những tình huống hết sức là khó khăn và nguy cấp. Và nếu không có những cái biện pháp xử lý sớm trước mùa mưa bão thì điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn đã thông báo cắm biển cảnh báo, cấm các phương tiện vào khu vực sạt lở. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ, nhất là trong những ngày mưa gió, nước sông dâng cao. Nguyên nhân được địa phương này đưa ra là do tuyến đê không có bãi sông nên dòng chủ lưu xoáy sát vào chân đê. Dòng chảy thay đổi làm tuyến đê đất này bị yếu và gây ra sự cố. Chúng tôi cho kiểm tra khảo sát lại toàn bộ tuyến đê và cũng đã triển khai phương án 4 tại chỗ để khắc phục ngay từ giờ đầu. Đồng thời chúng tôi đã báo cáo với Ủy ban nhân tỉnh và đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp về để kiểm tra. Chúng tôi đang xây dựng phương án để xử lý triệt để tập trung trong cái trước mùa mưa bão. Mặc dù là đê địa phương nhưng đánh giá tình hình nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp về kiểm tra và yêu cầu các cơ quan chức năng lên phương án xử lý cấp bách. Trong lúc chờ đợi, thì địa phương này đang sẵn sàng phương án 4 tại chỗ, chuẩn bị vật tư, phương tiện để ứng cứu trong tình huống xấu. Chúng tôi đã giao cho Ủy ban nhân xã Thượng Kiệm xây dựng phương án của Thượng Kiệm, đồng thời cùng với phương án của huyện là đã bố trí nhân lực của các xóm, xóm 3, xóm 2, xóm 3, xóm 1 để tập trung cho cái việc mà khi tình huống xảy ra là huy động ngay được lực lượng. Đồng thời cũng đã huy động lực lượng của huyện, công an, quân sự để tập trung cái lực lượng nếu như sự cố là đã có đáp ứng được ngay. Sông Vạc là một con sông lớn chảy qua địa bàn huyện Kim Sơn và đây là lần sạt lở nghiêm trọng nhất. Kinh phí sửa chữa rất lớn, nhưng đây là vấn đề cấp bách, đòi hỏi tỉnh Ninh Bình phải xử lý dứt điểm trước mùa thiên tai, đảm bảo an toàn trên toàn tuyến và quan trọng hơn là bảo vệ cuộc sống của hàng nghìn người dân. Thưa quý vị, sáng ngày 7 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước trên đường làm nhiệm vụ đã phát hiện ra xe tải có dấu hiệu chở quá tải nên dừng xe. Tài xế cố thủ đóng cửa, không chịu hợp tác suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Qua kiểm tra, chiếc xe tải trên đã chở 37.530 kg, so với tổng trọng lượng và tải trọng của xe thì đã vượt quá tải là 43% tải trọng được phép chở theo đăng kiểm. Phản ánh của khán giả Đỗ Văn Trình có số điện thoại 0387 và số cuối 269. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 3, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông, công an huyện Trơn Thành, Bình Phước thực hiện tuần tra trên đường DT 751.
phát hiện xe tải biển kiểm soát 36C-17873 có dấu hiệu chở quá tải, chạy theo hướng từ thành phố Đồng Xoài đi huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Do tài xế Phan Trọng Thanh, sinh năm 1987, ngụ tại xã Gia Lai, huyện Embrac, tỉnh Đắk Lắk cầm lái. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, tài xế Phan Trọng Thanh đã đóng chặt cửa cố thủ, liên tục bấm điện thoại gọi cầu cứu. Sau hơn 2 giờ thuyết phục và được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, tài xế Thanh mới chịu hợp tác làm việc. Qua kiểm tra, chiếc xe tải nói trên đã chở 37.530 kg, tức 37 tấn. So với tải trọng đã vượt quá là 43% khi được phép theo đăng kiểm. Theo đó, Công an huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những ngày qua, để nâng cấp tuyến đường đèo Cù Hin nhằm tạo thuận lợi cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh và ngược lại, đơn vị thi công đã trải thêm một lớp nhựa phủ lên mặt đường cũ. Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại 0904 3 số cuối 914, thì do không gọt rũa lớp nhựa ở mép nên đã vô tình tạo nên rãnh sâu cao gần 5 tấc với chiều thẳng đứng so với mặt đường cũ. Đáng nói là do rãnh sâu trải dài suốt cả tuyến đường đèo đã gây khó khăn đến các phương tiện khi chạy trên đèo. Nguy hiểm nhất là người đi xe máy khi chạy sát vào lề để tránh xe lớn qua mặt. Chẳng may sụp vào rãnh sâu thì hậu quả sẽ rất khó lường. Có thể thấy việc thi công như trên đã gây nguy hiểm thêm cho người đi đường, nên rất mong đơn vị thi công hạng mục trên cần phải chỉnh sửa lại các mép lớp nhựa phủ lên mặt đường cũ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên đường đèo Cù Hin.